Ê cô, xếp hàng à? Dạ vâng ạ. Nhưng mà em hết ca rồi, em không giao đâu. Thôi mà chị, em chạy cả ngày rồi, em không giao đâu. Tiền cũng quan trọng thật đấy, nhưng mà sức khỏe quan trọng hơn chị ạ. Em còn trẻ, thừa sức khỏe, thiếu mỗi tiền thôi chị ạ. Thế chị thích ship đến đâu ạ? Ship cái gì mà ship? Đổi cho chị mấy tờ 50.000 với. Đổi tiền thì chị nói ngay từ đầu là đổi tiền. Chị ho làm gì? Hậu Covid. Hậu Covid. Thông cảm cho chị với nhá. Thế mà làm người ta cứ tưởng. Này.